rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, PSG suýt làm khán giả Champions League. Đại gia làng cầu Pháp PSG suýt phải trả giá cho sự hoang phí cơ hội của mình ở trận cầu không được phép thua trên sân của Dortmund ở lượt đấu cuối vòng bảng Champions League. Dortmund do đã giành vé sớm nên không cần bung sức ở cuộc đối đầu với PSG và mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Edin Terzic là một kết quả hòa. Trong khi đó, Kylian Mbappe và đồng đội lại hy vọng lấy trọn 3 điểm từ tay đội chủ sân Sano Iduna Park để chiếm ngôi đầu bảng F. Cuộc thư hùng giữa Dortmund và PSG, tuy vậy, vẫn diễn ra hết sức sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sóng gió liên tục nổi lên trên phần sân của cả hai đội với những pha hãm thành vô cùng nguy hiểm. Marco Reus xúc bóng quá nhẹ ở phút thứ 10, không làm khó đội thủ môn Donnarumma phía PSG. Đội khách đáp trả không lâu sau đó khi Lee Kang-in bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khó tin cho PSG ở phút 16 với pha đệm bóng cận thành ra ngoài sau đường chuyền giọng cổ của Kolo Muani. Một phút sau, Kylian Mbappe thoát xuống rồi vượt qua cả thủ thành Gregor Kobel nhưng cú dứt điểm, ngỡ thành bàn của anh đã bị Niklas siêu băng về tung chân giải cứu ngay trước vạch vôi cầu môn Dortmund. Đầu hiệp 2, Dortmund có được bàn thắng để vượt lên. Niklas Fulkrug hoạt bóng loại bỏ Jaimiri rồi tung đường chuyền giọng cổ để Adimi dễ dàng ghi bàn. Tuy vậy, chỉ 5 phút sau, Imiri chuộc lỗi bằng cú sút xa cực mạnh, gỡ hòa 1-1 cho PSG. Sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ từ đầu trận, phút 76, Mbappe cuối cùng cũng đưa được bóng vào lưới Dortmund nhưng VAR xác định tiền đạo người Pháp đã mắc lỗi việt vị. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa và PSG may mắn qua khe cửa hẹp dù ở trận đấu diễn ra cùng giờ. AC Milan ngược dần thắng Newcastle 2-1 trên đất Anh để có cùng 8 điểm như PSG. Đội bóng Pháp may mắn xếp nhì bảng nhờ hơn hiệu số đối đầu, theo chân đội nhất bảng F là Dortmund lọt tiếp vào vòng 1 tháng 8 Champions League. AC Milan xuống chơi Europa League, còn Newcastle xếp chót bảng với 5 điểm và bị loại.